Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Kim Thế Gia, Ngọc Gia tộc trưởng. Chết rồi, trong tay của đám yêu thú kiểu cấp này, rõ ràng là búa vạn lôi ở trong truyền thuyết. Có hơn 9 cái, e là sắp bố trí đại trận vạn lôi diệt giới rồi. Cái gì? Đại trận vạn lôi diệt giới sao? Chết rồi, không biết đại trận thủ, đại trận thủ hộ của Hoàng Triều có thể chống cự được không? Điên rồi, đám yêu thú này điên rồi, chúng không sợ sau này bị đại đế tính sổ hay sao? Vạn lôi diệt thế phá. Cứu mạng. Mẫu thần, con sợ. Con mau chạy đi, đừng lo cho mẹ. Động tĩnh lớn quá, những cường giả của tứ đại hoàng triều phát thần niệm về phía nơi này với mong muốn dòm ngó. Để họ dòm ngó đi, dù sao họ cũng chẳng làm được gì đâu. Các đại gia tộc, thánh địa, đại giáo, võ thần trong hoàng triều. Hiện tại là thời điểm nguy nan, máu chảy ruột mềm, làm sao có thể để đại trận thủ hộ bị phá vỡ? Đừng che giấu nữa, còn không mau ra tay. Họ tập trung sức mạnh của các võ thần, truyền thần lực cho Quang Tháp. Loài người thấp bé, các ngươi tưởng như vậy có thể chống lại bọn ta hay sao? Đại trận vạn lôi diệt giới, tiếp tục phá cho ta. Mau chạy đi. Cứu mạng với. Là đại đế. Đại đế xuất hiện rồi, ngài ấy đến bảo vệ chúng ta rồi. Phụ hoàng ở đại thế giới A xa xôi,
Người xuất hiện ở đây chẳng qua chỉ là một hình chiếu của người, làm sao có thể chống lại được bốn kẻ trong Thiên Nguyên Cửu Yêu chưa? Hỏa Phượng, Ngưu Ma, Nguyệt Hổ, Chiến Viên. Các người to gan làm loạn như vậy, không sợ chấm báo thù hay sao? Bây giờ ngươi đang ở đại thế giới Thái Hà, thân mình còn chưa no xong. Đợi lấy được Chu Tước Hoàng Triều, bọn ta sẽ đích thân đến đại thế giới Thái Hà, hợp tác thế lực với nơi đó, hoàn toàn tiêu diệt các người. Ấu Trĩ, ngũ đại hoàng triều hợp lực với nhau, các ngươi tưởng rằng có thể dễ dàng giành được một hoàng triều hay sao? Tứ đại hoàng triều khác đầu. Đáng tiếc chúng có việc quan trọng cần làm, không có sức để giúp người. Cách 1.000 dặm, cách 100.000 dặm, Thanh Long Hoàng Triều, Hoàng Đô. Mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bầu trời nứt ra rồi. Nứt ra rồi.